Hello, xin chào quý vị và các bạn, lại là Cường đây. Sau đây mình sẽ thể hiện cho các bạn một tác phẩm cực kỳ sâu sắc. Xin quý vị và các bạn hãy chờ và gọi nhé. Đấy. We'll be right back.
Đứa con gái. Kéo này nó to ấy. Chỉ còn hơi khó một tí thôi. Một ít. Có bông nữa. Đây hả? Đấy hả? Đầu tiên nghe mấy những lời đừng mật của bà thì thích. Cậu vui vẻ nhận lời cậu ấy mà vững mạnh thì quá đà. Thế còn cậu Lãnh thì sao? Chẳng tự gì, đáng lẽ bà phải nói để nhờ hai anh em thì nhà họ Cao này mới vững. Tôi đều thấy sợ. Tôi sợ lúc tôi ngủ người ta cậu đắp tỉnh mơ rồi cháu lên giường nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Tôi cứ ngồi tôi thấy thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi mới tờ mờ tỉnh giấc. Tay của cậu Lãnh vui vẻ kéo ra xe ngựa. Vì đi ba cho nên là không thể sự là nó lại cực kỳ phũ phàng. Đúng là chưa yêu bao giờ nên tôi ngỡ. Bà Tú lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lên tiếng trả lời đòi đi ăn chứ. Khi tựa cầm lên thành cửa nhìn ngược. Thank you.
được, cho nên tôi cũng không gặp mợ ấy. Mà bây giờ cậu lại đi ra đi chọn cậu xuống, đã đợi thầy phá biết cậu bằng cái gì lần này thôi. Khi người người đi đọc, cậu cho nên lúc nào cũng phải gặp người trước để phòng bất chấp thầy. Chính vì những cái xác vẫn còn đó, cho nên sau này đã... Ngày tôi kiếm 200 thôi. Làm gì ra ngày cả ngày thôi. Tài xỉu gì? Mà tài game gì vậy? Đi học chắc đi nghe rồi đúng không? Bài năm kia, bài năm biết trước là đi học chưa? Ta làm trong đó bên nhà chị mà gầy bữa trưa luôn. Bên nhà chị nhà Hải Tưng nữa. Nên 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 gầy chân. Mắt thì được. Không bằng quốc xếp hương thì được. Anh được. Đâu
đâu. Mầm nó cường của chúng ta sẽ thể hiện cho các bạn một video clip. Lại là quốc cường đây. Sau đây mình sẽ thể hiện cho các bạn một video clip để cho những người chưa biết và những người đang muốn quan tâm về chủ đề này, chúng ta coi và thưởng thức trải nghiệm nhé.